triệt phá đường dây cờ bạc cá độ bóng đá mùa World Cup quy mô 30.000 tỷ đồng. Những ảo giác do ngáo đá đã biến kẻ nghiện thành những con quỷ dữ gây ra nhiều cái chết thương tâm cho chính người thân trong gia đình. Kỳ công nghề soi trầm, trật tay là mất ngay chục triệu đồng. Độc đáo chiếc muỗng ăn được với 18 hương vị. Giang Thái và Hoàng Trí xin gửi lời chào mừng và cảm ơn đến quý vị khán giả đã chọn theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2022. Đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ vinh dự, tự hào ôn lại bề dày truyền thống vẻ vang của hội, đồng thời là cơ hội để mỗi người làm công tác nhân đạo, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc cho các cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ nhiều sức khỏe để luôn sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, như thường lệ là các thông tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, chiều ngày 22 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra thông cáo báo chí cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã đưa ra kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm này là phát hiện 3 loại vi khuẩn Salmonella SBB, Escherichia coli và Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên. Đồng thời, trong mẫu nước mắm cũng phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus. Vụ ngộ độc thực phẩm này khiến trên 660 học sinh trong tổng số 880 học sinh của trường này mắc phải, một trường hợp học sinh tử vong. Trước đó, hôm 17 tháng 11, trường iSchool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, gồm các món cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, gà xé, cà rốt, bắp sú, trâu trăm, cánh gà chiên, canh, xương, cà rốt, cải thảo, dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13 giờ 30 cùng với bánh ngọt, nước uống tại hệ thống lọc nước của trường. Nhiều giờ sau, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Đến khoảng 22 giờ, các em xuất hiện thêm các triệu chứng sốt, buồn nôn, được người nhà đưa đến các bệnh viện trong thành phố để cấp cứu điều trị. Ngành y tế nhận định đây là một vụ ngộ độc tập thể trong học đường lớn. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã có buổi thăm các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm và làm việc chỉ đạo hướng dẫn xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường iSchool Nha Trang cho ngành y tế Khánh Hòa. Cháu mà đã ra viện, khỏi viện, khỏi bệnh và ra viện thì cũng sẽ có cái lịch hẹn để tái khám cho các cháu. Để làm sao để cho cha mẹ học sinh cũng như là để cho dư luận và xã hội có thể yên tâm hơn trong cái vụ việc này thì chúng tôi cũng đề nghị Sở Y tế để chỉ đạo các bệnh viện và đặc biệt là các bác sĩ điều dưỡng đang trực tiếp theo dõi điều trị bệnh nhân tăng cường cái công tác truyền thông cũng tập trung vào cái việc hướng dẫn cho cha mẹ học sinh trong việc phòng ngừa nguy cơ cho các cháu. Về tình hình sức khỏe của học sinh trong vụ ngộ độc, tính đến 11 giờ ngày 22 tháng 11, các đơn vị y tế đã tiếp nhận xử trí 662 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 388 ca phải điều trị nội trú. Đến nay còn 137 ca đang điều trị và ghi nhận 1 ca tử vong. Ngày 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương, 33 tuổi, 8 năm tù giam vì tội giết người. Chỉ vì mâu thuẫn do tiếng nẹt bô xe mà bị cáo Phương đã chém nạn nhân gây thương tích 32%. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 9 năm 2021, anh Kim Hoàng Diệu, 35 tuổi, đi làm về nhà thì nghe vợ nói lại có anh Lê Văn Phương uống rượu rồi sang kiếm chuyện. Nghe vợ nói như vậy, anh Diệu nhớ lại chuyện bị Phương nhắc nhở việc chạy xe máy, nẹt bô xe trước đây nên đã đi qua nhà Phương tìm nói chuyện. Hai người gặp nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Phương vào nhà lấy một con dao chém liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của anh Diệu, tỷ lệ thương tích là 32%. Bị cáo Phương cũng đã đền bù cho bị hại 166 triệu đồng trước đó. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm giữ số lượng lớn nhiều loại hàng hóa có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó, vào ngày 21 tháng 11, lực lượng công an quận Thanh Khê đã phát hiện nhiều kiện hàng nghi là hàng lậu được vận chuyển qua ga Hóa Vận thuộc ga Đà Nẵng. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 150 thùng hạnh nhân, 18 thùng hạt dẻ cười và nhiều kiện hàng thiết bị vệ sinh, máy hút mùi. Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa này được các đối tượng buôn lậu vận chuyển vào Đà Nẵng để chuẩn bị bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán. Cũng liên quan đến hàng hóa nhập lậu, thưa quý vị, tối ngày 22 tháng 11, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe tải mang biển kiểm soát Lào Cai chở theo hàng chục ngàn gói xúc xích bánh nghi nhập lậu. Sau kiểm đếm, đội quản lý thị trường số 13 thống kê tổng cộng 36.000 gói xúc xích có chữ nước ngoài đựng trong hàng chục thùng cát tông. Lái xe khai nhận được một chủ hàng ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuê chở hàng từ cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai đi tiêu thụ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an thông tin về chuyên án ma túy thẩm lậu từ nước ngoài về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, 65 tuổi, ở Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung Hà trong vụ án Nam Cam. Nhà chức trách cho biết bà trùm này đã có 7 tiền án tiền sự mang lệnh truy nã quốc tế Interpol. Theo Cục C04, trong thời gian Oanh Hà trốn truy nã, đối tượng đã thu nạp nhiều đàn em bị truy nã. Đối tượng cộng cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ. Sau khi xác lập chuyên án 822T để đấu tranh, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 2 ký ma túy đá, 3.000 viên ma túy tổng hợp, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1985, Đào Thị Yên sinh năm 1986, Mào Văn Đông sinh năm 1999, Lò Thị Vui sinh năm 1998. Tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng Internet. Qua đó, bắt 11 đối tượng thu giữ nhiều tang vật liên quan, đồng thời chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này là hai đối tượng Nguyễn Đình Thành sinh năm 1987 và Nguyễn Đình Đức sinh năm 1992. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 2 cáp đề, 23 điện thoại di động, một máy tính xách tay, 250 triệu đồng và 5 thẻ ATM. Ngày 23 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng. Qua điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Công an đã bắt giữ 14 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan do nhóm người trong nước tổ chức điều hành. Việc chung chi thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng theo quy ước riêng. Cục Cảnh sát Hình sự bước đầu làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng 3 năm nay, số tiền thắng thua cực lớn. Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây này lên gần 30.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra truy bắt các mắt xích khác trong đường dây này. Thưa quý vị, ma túy đã khiến cho không ít người mất đi lương tri và ý thức. Ngay trong những khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân mình, những kẻ làm con đã tự biến mình thành quái vật, sẵn sàng giết người hàng loạt, bất kể đó là những người thân của mình. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay xin điểm qua những vụ án điển hình mà trong đó nghịch tử vì ngáo đá đã giết cha, giết mẹ ruột của mình một cách tàn độc, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót. Án chung thân cho nghịch tử sát hại mẹ vì ảo giác. Do đã sử dụng ma túy, Võ Minh Sơn sinh năm 1986, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bị ảo giác nên ngồi lên người mẹ, dùng hai tay bóp cổ cho đến khi bà nằm bất động. Sau đó Sơn dùng lồng chụp cánh quạt, đánh 2 đến 3 cái vào đầu và đi mua nải chuối đặt lên người mẹ. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Minh Sơn tù chung thân về tội giết người. Nghịch tử giết cha, cướp tài sản, lĩnh án chung thân. Sau khi sử dụng ma túy,
Lương Văn Tăng, sinh năm 2000, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngủ dậy thì thấy người cha say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh cha, phá két sắt lấy tiền. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính cha đẻ của mình. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lương Văn Tăng chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân. Nghịch tử lên cơn ngáo đá, tưởng mẹ là cái áo nên châm lửa đốt. Sau khi chơi ma túy đá, Nguyễn Thị Ngân, 30 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhìn mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Gờ thì nghĩ rằng chiếc áo đang bay giữa nhà nên dùng gậy đánh rồi lấy xăng châm lửa đốt khiến mẹ tử vong. Tháng 10 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Ân mức án 20 năm tù về tội giết người. Nghịch tử ngáo đá giết mẹ, dì và bà ngoại vì tưởng là robot. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Tính, 30 tuổi, trú Bình Tân, án tử hình về tội giết người. Trước đó, ngày 2 tháng 5 năm 2019, Tính lấy ma túy ra dùng rồi đi làm. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, Tính về nhà gây ồn ào thì bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, mẹ của Tính chửi mắng. Tính cãi nhau với bà Thủy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng, di ruột, sống cùng nhà với Tính mắng. Tức giận, Tính chạy xuống bếp, lấy hai con dao và chém chết bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều, di ruột của Tính. Tính tiếp tục dùng hai con dao đâm mẹ và bà Lê Thị Điểu, bà ngoại Tính tử vong tại chỗ. Tính khai do bị ảo giác nên tưởng người thân là robot muốn hại mình nên đã ra tay tàn độc. Nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột và em trai vì tưởng là ma. Nguyễn Võ Ngọc Bảo, sinh năm 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi chơi ma túy, thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ vì tưởng đó là ma, rồi sau đó cướp tài sản. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình. Vâng, quá đau xót thưa quý vị. Những ảo giác do ngáo đá đã biến những kẻ nghiện thành những con quỷ dữ, gây ra nhiều cái chết thương tâm cho chính người thân trong gia đình. Vậy cách nào để đề phòng những kẻ ngáo đá này? Thượng tá Hà Văn Huy, trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép Bộ Công an cho biết, mọi người có thể nhận biết ngáo đá thông qua các biểu hiện như sụt cân nhiều do chán ăn, dáng điệu uể oải, mắt thâm quầng, môi thâm, quan sát kỹ thấy người nghiện hay gãi mặt này, nghiến răng hoặc là co giật mí mắt. Ma túy đá cũng có tác động xấu đến răng lợi như là làm ố vàng hoặc là sâu răng, gây đỏ và loét lợi. Cũng theo Thượng tá Hà Văn Huy, trên thực tế số người cai nghiện thành công là không cao. Điều quan trọng nhất là ý chí và sự quyết tâm của chính người nghiện và sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình và xã hội, tránh kỳ thị. Nếu có những yếu tố đó thì ít nhiều số người nghiện cũng sẽ được giảm đi. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án rà soát thực hiện quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, Tây Ninh dự kiến quy hoạch xây dựng mới 11 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông trên các tuyến đường quy hoạch. Cụ thể, trên sông Sài Gòn sẽ có 3 cây cầu kết nối Tây Ninh với Bình Dương, gồm cây cầu Me trên quốc lộ 56B, cầu Phước Đông kết nối đường trục chính khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời đến đường tỉnh 744 Bình Dương, cầu Thanh An trên đường Hồ Chí Minh. Trên sông Vàm Cỏ Đông sẽ có 8 cầu mới, trong đó cầu Băng Dung kết nối xã biên giới với xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, cầu Bến Trường kết nối xã Hòa Hội với xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, cầu Ninh Điền kết nối xã Ninh Điền với xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, cầu Trường Đông kết nối xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành với xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. 4 cây cầu tiếp theo là cầu Thành Đức kết nối thị trấn Bến Cầu với xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, cầu Hiệp Thạnh kết nối xã Lợi Thuận với xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, cầu trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, cầu Phước Chỉ, Lộc Giang kết nối xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với Quảng Nam để khám phá nghề soi trầm.
Để lấy được một ký trầm hương giá trị vài chục triệu đồng á, thì người thợ phải kỳ công đục tỉa lần theo từng mạch dầu li ti nhằm lấy lõi trầm hương mỏng dính và thơm đặc trưng ẩn ở bên trong. Nghe Hoàng Trí mô tả thì thấy nghề này thật kỳ công đúng không nào? Và nghề này tập trung nhiều ở xã Tiên Mỹ, nơi được ví như là vương quốc của cây gió bầu và là địa phương có hộ làm nghề chế tác trầm cảnh nhiều nhất của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ở đây thì nhiều người có thâm niên nghề gần 40 năm, người ít nhất cũng ngót nghét là 10 năm. Đang tỉ mỉ chỉ dẫn cho thợ những công đoạn khó khi chế tác trầm cảnh, ông Võ Hữu Chiến, 53 tuổi, ở xã Tiên Mỹ cho biết, gần 30 năm trước, ông được một người thầy lão luyện ở làng truyền học nghề rồi mở cơ sở chế tác trầm hương cảnh tại nhà. Để có nguồn nguyên liệu, ông tìm mua những vườn trồng cây gió bầu trên 10 tuổi ở địa bàn huyện. Sau khi mua, ông Chiến khoan lỗ, tạo vết thương trên thân cây và cho thuốc tạo trầm hương vào. Cây sẽ phản ứng tạo kháng thể bao quanh vết thương và đó chính là trầm hương. Sau hơn một năm vào thuốc, ông Chiến bứng nguyên gốc và thân cây đưa về để quanh vườn, rồi thuê nhân công tay nghề cao chế tác dần. Để cho ra một sản phẩm trầm hương cảnh, phải thực hiện nhiều công đoạn gồm bổ, chẻ, đục đẽo, phá, tỉa, mài và đánh bóng sản phẩm. Ông Chiến chia sẻ, nghề đẽo tỉa trầm cần tính kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận mới cho ra sản phẩm đẹp, chất lượng. Đặc biệt, lớp trầm khá mỏng, các đường dẫn dầu li ti như mạch máu nên rất khó. Và giá của mỗi ký trầm vài chục triệu đồng nên sơ sẩy tí thì mất tiền như chơi. Mỗi năm, cơ sở ông Chiến bán ra thị trường khoảng 300 cây trầm hương cảnh và vài tấn nguyên liệu làm nhang, nấu tinh dầu. Giá trầm cảnh tùy theo loại từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng cho loại nhỏ. Loại lớn và trầm xuất khẩu có thể lên đến vài chục triệu đồng. Tin quốc tế đáng chú ý, sau 5 năm nghiên cứu và hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp, hãng sản xuất rượu GX Moon của nước này vừa cho ra mắt loại rượu champagne được sản xuất dành riêng cho các nhà du hành vũ trụ sử dụng trong không gian. Vỏ chai rượu được làm bằng thủy tinh phủ nhôm cao cấp. Nó có một van điều khiển bằng thép không rỉ. Khi mở van, chai rượu sẽ giải phóng một lượng rượu nhỏ với hình dạng quả cầu trong môi trường không trọng lực. Các phi hành gia sử dụng những chiếc ly để hứng rượu và thưởng thức. Rượu đựng trong chai là loại rượu champagne có hương trái cây mạnh hơn so với phiên bản thông thường. Do hương vị đậm đà của rượu sẽ giảm bớt trong không gian. Hãng GX Moon cho biết đây là chai rượu đầu tiên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sử dụng trong không gian của Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Trong bối cảnh ngày càng nhiều thành phố trên thế giới cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường, một số doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp thay thế là dùng các dụng cụ ăn uống có thể ăn được. Một trong những sản phẩm được giới thiệu gần đây là loại muỗng có 18 hương vị, từ mặn đến ngọt. Với hương vị đa dạng từ sô-cô-la, bánh gừng cho đến mù tạt, muối biển, sản phẩm muỗng ăn được công ty thực phẩm Edible by Jack của Mỹ phát triển có thể được kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo ra những món khai vị hoặc tráng miệng. Theo công ty Edible by Jack, loại muỗng này không chỉ tăng cường hương vị cho món ăn, thân thiện với môi trường mà còn giúp giảm tải công việc cho nhân viên phục vụ tại nhà hàng khi chúng có thể thay thế muỗng kim loại truyền thống. So với muỗng nhựa dùng một lần, giá bán muỗng ăn được của công ty Edible by Jack đắt hơn từ 6 đến 25 lần tùy theo thành phần và hương vị của muỗng. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn đang được đón nhận trên thị trường nhờ mang đến trải nghiệm ăn uống mới lạ, cũng như phù hợp với xu hướng theo đuổi lối sống bền vững hiện nay. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chỉ vì ghen tuông, người chồng sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi chém vợ tử vong trên đường. Chuyên mục Chuyện ngày mới, gặp gỡ chàng trai biến vảy cá thành hoa, tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật. Thưa quý vị, dự án mở rộng khu tái định cư phía Nam, đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt từ năm 2015. Thế nhưng đến nay công trình này vẫn chưa hoàn thành. Người dân nơi đây mong chủ đầu tư sớm bố trí vốn hoàn thành dự án để ổn định đời sống dân cư, góp phần phát triển hạ tầng đô thị Bỉm Sơn. Câu chuyện này được phản ánh cụ thể trong phóng sự sau đây. Từ hoàn thiện các hạng mục cấp điện, nước, đường giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Tùng Mậu xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2022, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Thì về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng rất là mong muốn là sớm hoàn thiện
cái phần hạ tầng điện nước cho người dân để người dân sớm ổn định cuộc sống, để tạo cái động lực để chúng tôi giải phóng tiếp các cái hộ còn lại. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã kiến nghị tỉnh Thanh Hóa bố trí vốn cho các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Và tiếp theo chương trình là phần tin nóng được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Chỉ vì ghen tuông, người chồng đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi chém vợ tử vong ở trên đường. Liên quan đến vụ án mạng này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Thân Văn Hiếu, sinh năm 1997, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ là chị T, sinh năm 1998. Theo lời khai của nghi phạm, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng và ghen tuông. Đêm ngày 21 tháng 11, vợ chồng Hiếu cãi nhau, sau đó chị T đi về nhà mẹ đẻ ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Lúc này, Hiếu lái xe máy truy đuổi, tạt axit rồi đâm chết vợ giữa đường. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Hiếu đã uống rượu. Đến 1 giờ ngày 22 tháng 11, lực lượng chức năng điều tra làm rõ, vận động Thân Văn Hiếu ra đầu thú. Hai học sinh lớp 9 va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ khi đang trên đường đi sang Mây. Vụ tai nạn thương tâm này vừa xảy ra ở dốc Nam Cây, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, hai học sinh chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 47FF6601 lưu thông theo hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Lâm Đồng. Đến đoạn đường cua thuộc địa bàn thôn 5, xã Thống Nhất, do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn nên đã xảy ra va chạm với xe tải đầu kéo biển số 93H01371 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân tử vong. Người dân sống ở khu vực này cho biết, thời gian qua, rất nhiều các thanh thiếu niên kéo nhau về khu vực đỉnh dốc Năm Cây để săn mây lúc rạng sáng. Đáng nói là có nhiều các bạn trẻ phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt bô, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai với Phan Trường Giang, 29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, để điều tra vụ cướp tài sản. Theo lời khai, Giang đi xe máy đến một cửa hàng bách hóa trên đường song hành quốc lộ 22, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Khi đến nơi, đối tượng đổ xe máy ở bên ngoài cửa hàng, rồi vào bên trong giả vờ mua sắm. Giang dùng kéo thủ sẵn trong người rút ra đe dọa nữ nhân viên, rồi mở hộp tiền ở quầy thu ngân, cướp 6 triệu đồng và lên xe máy tẩu thoát. Giang Thái nè, Giang Thái có nghe đến chuyện hoa làm từ vảy cá chưa? Hoa làm từ vảy cá thì Giang Thái chưa nghe, nhưng mà nếu đã là hoa làm từ vảy cá thì có khi nào là không khử được cái mùi tanh từ cá hay không anh Trí? Thật ra là ai cũng nghĩ như Giang Thái đó. Thế nhưng chàng trai Lê Ngọc Biết, 30 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã có cách xử lý mùi tanh của cá đó Giang Thái à. Và trải qua gần 6 năm tự mày mò học hỏi và sản xuất thử nghiệm thì những chiếc vảy cá vốn bị bỏ đi này đã được tái sinh thành những đóa hoa rực rỡ và xinh đẹp. Chương mục chuyện ngày mới hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng cận cảnh những sản phẩm tranh từ vảy cá vô cùng đẹp mắt và kỳ công quý vị nha. Mặc dù được tiếp xúc với vảy cá vỏ sò từ khi còn rất nhỏ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy được hướng đi cho những sản vật biển tưởng chừng vô giá trị này của chàng trai Lê Ngọc Biết chỉ thực sự đến vào năm 2017. Làm biết mới nảy ý tưởng, bây giờ nếu mà mình lấy cái vảy cá này mình ốp vô tranh, cái chỗ vảy cá trên tranh con cá luôn, chắc là nó sẽ ra hình con cá đẹp lắm. Thì lúc đó mình mới bắt đầu là làm thử và đăng ký những cái cuộc thi khởi nghiệp. Thì lúc đó là được cái phản hồi rất là tích cực từ ban giám khảo và mình đã tiếp tục phát triển sản phẩm và làm thành công cho đến bây giờ. Trong quá trình sản xuất tranh biết thấy những cái vảy cá nó cong và nó có những cái hoa văn rất là đẹp và rất là giống cái cánh hoa. Khi đó biết mới nảy ý tưởng là làm hoa thử và biết đã làm được những cái hoa đầu tiên là hoa hồng. Và đến bây giờ thì đã phát triển được rất là nhiều dòng hoa khác làm từ vảy cá. Để tạo nên một sản phẩm từ vảy cá sẽ trải qua 3 công đoạn chính: khử tanh vảy cá, nhuộm màu, tạo sản phẩm. Trong số các giai đoạn này, khử tanh vảy cá là phần khó nhất. Phải khử tanh mà lại giữ được cái lớp xà cừ ống ánh trên vảy cá. Thì cuối cùng thì biết đã làm thành công với cái enzyme chiết xuất từ trái thơm nữ hoa. Thì nó sẽ có cái phản ứng là cắt được cái mặt tanh trên cái vảy cá và làm cho cái vảy cá nó không tanh, mà cái sản phẩm của phản ứng đó nó lại an toàn cho môi trường, mà lại giữ được cái lớp xà cừ mỏng ở trên vảy cá lấp lánh rất là đẹp. Bên cạnh đó, nhuộm màu cho vảy cá cũng là một khó khăn anh Biết gặp phải trong khoảng thời gian đầu khởi nghiệp.
Bởi vì đặc trưng của vảy cá là trơn, cứng, nên khi nhuộm, màu chỉ bám ở bề mặt mà không thấm vào bên trong. Qua thời gian tìm hiểu, chàng trai gốc Phú Yên đã tìm ra kỹ thuật nhuộm sử dụng nhiệt độ của nồi áp suất. Hiện tại, cửa hàng của anh biết cung cấp hai dòng sản phẩm chính là tranh và hoa từ vảy cá. Tùy vào hình ảnh và độ dài của tranh hoặc là loại hoa mà quyết định số lượng vảy dùng nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Vì vậy, giá tiền cũng khác nhau. Các sản phẩm dao động ở nhiều mức giá từ vài trăm đến vài chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Cái bình mà đắt nhất của mình làm ra nếu mà hoa thì cũng khoảng 400 đô thôi, chưa tới 10 triệu. Tranh thì mới đắt, những cái bức tranh mà lớn đó, ví dụ khách yêu cầu những bức tranh treo tường con cá dài tới 3 mét, thì để mà đính cái vảy lên con cá dài 3 mét thì cái vảy nó phải dài tới 15 cm, là cái vảy nó khổng lồ bằng cái bàn tay như này nè. Là những cái con cá đó là con cá siêu hiếm, những cá đó là những cá chép vua 300 kg ở trên biển hồ đó, trên Phnom Penh Campuchia nó có, mà có khi vài năm mới gặp một con như vậy. Thì để mà mua được những cái bộ vảy đó là rất hiếm, rất khó đó, và chi phí mua rất là cao, chi phí vận chuyển đó, thành ra đó là nó mắc ở cái nguyên liệu đó, rồi mắc ở cái công chế tác nữa. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, một điều đặc biệt thu hút khách hàng có lẽ nằm ở việc các sản phẩm này được tạo nên từ những người khuyết tật. Họ được anh biết đến tận nhà dạy nghề và thu gom sản phẩm để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, anh biết đã hỗ trợ cho hơn 50 hoàn cảnh và anh luôn trích 3% doanh thu bỏ vào nguồn quỹ đời đẹp để giúp đỡ những người khó khăn hoặc những trường hợp đặc biệt. Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm làm bằng vảy cá và dự kiến sẽ làm hoa từ nan mực. Có thể nói, hành trình khởi nghiệp của chàng trai Lê Ngọc Biết đã có những bước tiến quan trọng. Không chỉ giới thiệu đến công chúng loạt sản phẩm đặc biệt từ vảy cá, mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho những người yếu thế trong xã hội, thể hiện được ý thức bảo vệ môi trường và góp phần tạo dựng hình ảnh dám nghĩ dám làm của người trẻ Việt. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.